Hello, xin chào tất cả anh em của Cà Phê Nhân Phẩm. Và hôm trước, mình đã cùng với mọi người đi vào tìm hiểu sơ lược những hệ tộc mới của mùa 4, cùng với đó là cơ chế tinh anh của trò chơi. Trong video lần này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm một số thông tin ở mùa giải mang tên định mệnh này, bao gồm vé thông hành, các linh thú mới, sân đấu mới và quan trọng hơn hết, đó là cơ chế Star Shot, tức là những mảnh sao để nâng cấp linh thú theo ý muốn. Cùng đi vào tìm hiểu ngay sau đây. Cà phê liên minh, cà phê nhân phẩm, cà phê tốc chiến và cà phê Valorant. Hãy subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung mới nhất từ hệ thống của chúng tôi. Đầu tiên, hãy cùng mình đi vào tìm hiểu điểm mới nhất ở mùa 4 này. Đó chính là Star Shot, hay mình tạm dịch là mảnh sao. Hẳn anh em còn nhớ, để mà kiếm được một con linh thú mình yêu thích, chúng ta buộc phải tìm cách mua những quả trứng thuộc nhóm linh thú đó. Sau đó, việc cần làm là mở nó ra và thắp nhang để cầu mong rằng quả trứng nó ra cũng sẽ trùng với linh thú mình cần. Khi đó thì linh thú của bạn mới có thể lên được cấp sao và trở nên lung linh hơn. Cơ mà dù cho bạn có đốt cháy cả bó nhang mà mẹ nó đi chợ mua về thì cũng chưa chắc đã tìm được con linh thú mình cần, nhất là khi nó được xếp vào dạng hàng hiếm trở lên. Thế nên nếu anh em muốn mở rộng trại chăn nuôi thú cưng của mình ở đấu trường chân lý thì chúng ta vẫn có thể mua theo cách thông thường, tức là mua trứng rồi đập nó ra. Còn nếu bạn chỉ muốn tập trung lấy con linh thú mình cần và update nó lên xịn sò nhất thì nay sẽ có mảnh sao. Về cơ bản thì mảnh sao cũng giống như một đơn vị tiền tệ và nó sẽ được dùng để nâng cấp các con pet của bạn. Anh em có thể mua nó theo gói trong cửa hàng với giá thành đa dạng, hoặc cũng có thể có thông qua thẻ thiên hà định mệnh nâng cấp. Mua thẻ này là anh em sẽ có ngay 300 mảnh sao, một mức đủ để nâng cấp hầu hết các thú cưng huyền thoại. Theo dự kiến thì sẽ mất khoảng 100 mảnh sao để nâng cấp các linh thú dạng hiếm, tức linh thú có ngọc tròn xanh lục, 125 mảnh sao để nâng cấp các linh thú dạng sử thi, tức linh thú có ngọc tam giác xanh lam, và 150 mảnh sao để nâng cấp các linh thú dạng huyền thoại, tức linh thú có ngọc hình thoi màu đỏ. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý một chút, sẽ có một số linh thú đặc biệt không thể hoạt động với các mảnh sao, bao gồm linh thú vinh quang, tức là linh thú nhận được như một dạng phần thưởng sau mỗi mùa, như hai con này chẳng hạn, thủy thần ngoài hành tinh, thủy thần vệ binh tinh tú và một con thủy thần nữa, tí mình sẽ bật mí nha. Ngoài ra thì trong tương lai vẫn còn có thể có những linh thú khác không sử dụng được mảnh sao. Cứ yên tâm, con nào mà không xài được thì Riot Games sẽ thông báo cho anh em ngay mà. Đấy ạ, chỉ có hạn chế bấy nhiêu con đó thôi. Còn lại thì yêu cầu duy nhất để sử dụng mảnh sao là có tối thiểu phiên bản 1 sao của linh thú đó. Và thế là xong. Nghe tới đây là mình sẽ biết phải dùng ngay số mảnh sao này vào một con mà bấy lâu nay mình muốn nhưng không thể lên được. Anh em có biết là con nào không ạ? Vâng, đó chính là cái con chuột chũi phi hành dài ạ. Ok, sẵn nói về linh thú thì chúng ta sẽ điểm qua các giống loài mới sẽ đổ bộ trong mùa 4 với chủ đề định mệnh này nha. Thứ nhất, Aoshin. Nghe tên quen chưa anh em? Vâng, Aoshin chính là một vị tướng, một tác phẩm đã được thai nghén hàng năm trời của Riot. Cuối cùng thì dự án này đã trôi về miền cực lạc nào đó mà mình chả biết nữa, để rồi chui ra một con rồng lộn Aurelio Sol như bây giờ. Cơ mà thôi, Aoshin đã về với anh em, nhưng trong bộ dạng của một con linh thú thì kẻ cũng đáng yêu phải không ạ? Là hậu duệ của dòng dõi rồng sấm sét, Aoshin chính là người bảo vệ cơn bão, nắm giữ cả tính ôn hòa của những cơn mưa đầu mùa và sự hung tợn của những đợt giông tố. Thứ hai, Chorn là một linh thú kỳ lạ, rất hay quay cuồng múa cột. Chorn lúc nào cũng đói bụng và buồn ngủ. Chorn rất dễ chịu, dễ tin người, dễ bị dụ dỗ bằng những món ăn nhẹ cuối tuần, nhưng cũng dễ bị kích thích đến hung bạo nếu bạn khiêu khích chúng không đúng lúc. Cẩn thận nha. Thứ ba, Umbra. Umbra là một chú rồng bóng tối, anh em gọi nó là răng sún cũng được. Umbra bắt đầu xuất hiện để đóng vai trò canh gác và bảo vệ bóng tối vĩnh hằng. Tuy nhiên một khi người phàm đã giành được sự tin tưởng của chúng, Umbra sẽ dành tình cảm và lòng tin của mình để bảo vệ chủ nhân bằng những ngọn lửa thiêu cháy kẻ thù. Thứ tư, Thủy thần Hoàng thượng. Một bé thủy thần sẽ được nhận trong vé thiên hà mùa này. Đơn giản là bé ta đội một cái mũ ngọc hoàng trên đầu. Thứ năm, linh thú vinh quang. Về phần thưởng xếp hạng của mùa giải vừa qua thì cũng như mọi lần, có lẽ cũng chả có gì hơn một con linh thú vinh quang
nếu bạn đạt được bậc xếp hạng vàng trở lên ở một trong hai chặng xếp hạng trong mùa 3. Và đó chính là hồn ma vinh quang. Còn nếu bạn đạt vàng trở lên trong cả hai chặng xếp hạng thì anh em sẽ nhận được thêm hồn ma đắc thắng nữa. Và tất nhiên, tất cả sẽ được trao dần đến tay người chơi cho phiên bản 10.21. Ok, sau phần linh thú, giờ chúng ta sẽ đến với một số sân đấu sẽ được ra mắt ở mùa 4 này. Ba đấu trường mới, lần lượt là Festival, Kanmai và Akana sẽ được ra mắt trong cửa hàng lần này với cách bài trí được lấy chủ đề từ xứ sở Ionia huyền thoại. Tuy nhiên mùa này thì các đấu trường mua bằng đô la thần trưởng sẽ xịn sò hơn đôi chút khi không chỉ màu mè hơn mà nó còn phản ánh trạng thái trò chơi của bạn. Kiểu như chúng ta thay đổi dựa trên số trận thắng, trận thua, thành tích của bạn hay thậm chí là liên quan đến cả những con tướng rát vàng 3 sao trong trận đấu. Và mặc dù thêm hiệu ứng như vậy, nhưng dự kiến giá thành cũng sẽ không thay đổi. 269 RP cho mỗi sân đấu và combo 564 RP cho cả 3 sân. Đây sẽ là giá được quy đổi sang Việt Nam rồi nha anh em. Cuối cùng là vé thiên hà mua giải định mệnh. Cũng giống như bản trước, bạn sẽ nhận được phần quà gồm sân đấu, dăm 3 cái biểu cảm linh tinh và các thể loại trưởng lực màu mè để rồi đối phương ăn top 8 càng sớm càng tốt. Nói chung là cũng không có gì khác mấy so với mùa 3. Nạp tiền vào thì anh em có thêm sân đấu với con linh thú hoàng tượng. Đơn giản thế thôi ạ. Mà mấy cái sân trong vé thiên hà thì mình hơi thất vọng một tí vì nó hơi xấu. Mà thôi, của rẻ là của ôi mà, ông bà ta chả nói vậy còn gì. Ok, vừa rồi là tất cả những thông tin mới về mùa 4, bao gồm tất cả các thể loại sân đấu, linh thú và vé thông hành, nhằm giúp bạn có một khởi đầu thú vị hơn cho mùa giải mới tại xứ sở đấu trường chân lý. Anh em thấy thế nào ạ? Liệu bạn sẽ mua linh thú hay sân đấu mùa 4 hay không? Hãy để lại ý kiến cho tụi mình được biết. Và đừng quên like, share cũng như subscribe và ấn chuông thông báo của Cà Phê Liên Phẩm để không bỏ lỡ những nội dung mới nhất trong thời gian tới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.